Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và clip này em test cặp loa Shure FEVEL Olympica 2. Mà cái cặp loa này là một trong những cái dòng loa cao cấp của hãng Shure FEVEL. Với những cái tinh túy được chắt lọc từ cái cặp loa cao cấp nhất hiện nay là khoảng hơn 3 tỷ đồng. Đó là cái cặp loa gọi là Nữ Hoàng Idea. AIDA thì được chắt lọc và sản xuất với cái phiên bản công suất nhỏ hơn để thỏa cái niềm đam mê âm thanh với cái dòng loa Shure FEVEL, và đặc biệt là cái mức giá cũng hấp dẫn hơn rất nhiều. Và cặp loa này thì là một cái cặp loa chính hãng có bảo hành 3 năm Bá Hùng Audio phân phối tại Việt Nam, với mức giá là 230 triệu đồng. Đó, giá hãng đề nghị. Tuy nhiên, để được hưởng cái mức giá chiết khấu tốt nhất thì quý vị bạn liên hệ trực tiếp với em sẽ có cái mức giá đảm bảo anh em sẽ mua được ngay. Và anh em có rất nhiều anh em băn khoăn là cặp loa này chơi nhạc vàng tốt không, chơi nhạc trữ tình ok không, nhạc Việt Nam có ổn không, thì để minh chứng cho cái lời giới thiệu của em là chơi nhạc vàng rất hay, thì em sẽ test nhạc vàng, chúng ta cùng thưởng thức. Có thể nói rằng khó có thể chê được với cái cặp loa này khi thể hiện nhạc vàng, bởi vì cái truyền thống của những dòng loa Ý là cái định sự ngọt ngào, sự chi tiết, sự mềm mại thì nó lại rất gần gũi với lại cái dòng nhạc của Việt Nam. Đó, chính vì vậy thì khi chơi nhạc vàng ấy, cặp loa này đáp ứng tốt về cái độ ngọt ngào, đó, độ mềm mại. Đó, chỉ hai yếu tố đó thôi đã làm chúng ta mê mẩn với cái cặp loa này rồi. Đó. Bây giờ xin mời quý vị bạn cùng nghe một bản nhạc vàng rất quen thuộc. Bài này thì em test rất là nhiều. Chúng ta phải nghe những cái bài nhạc quen thuộc thì điều đó sẽ giúp chúng ta phân biệt được là có hay hay không. Đó. Xin mời quý vị bạn nhé. Niềm nhớ cuộc tình
say chờ đón ngày anh về dưới lòng vừa nghe những âm thanh hết sức là mạch lạc, chi tiết và bóc tách đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là khi nghe nhạc vàng cực kỳ là mềm mại và sâu lắng. Đó, điều này thì chắc chắn là sẽ làm những fan yêu nhạc vàng yêu thích cái dòng loa này. Đó, vốn dĩ là một dòng loa high-end đến từ Ý, được các audiophile đón nhận và chia sẻ rất nồng nhiệt về cái dòng loa này. Đó, thì những cái phân khúc tầm trung khoảng trên dưới 300 triệu đồng ấy, thì hãng đã phát triển rất mạnh vào thời điểm hiện tại để làm sao có một cái độ phủ rộng trên toàn thế giới, thay vì trước kia là chuyên sản xuất những cái dòng loa quá cao cấp và số lượng người có thể sở hữu cũng hạn chế, thì ngày nay những cái dòng loa có thể nói rằng ở phân khúc tầm trung được rất nhiều anh em lựa chọn, thay thế những cái mẫu loa mà vốn dĩ là những cái mẫu loa được gọi là truyền thống trước đây, thì những cái dòng loa hiện đại đã có sự thay thế và trỗi mạnh, trỗi dậy rất mạnh mẽ. Và cặp loa này là cặp loa chính hãng nhập khẩu và được bán tại Bao Hùng Audio, bảo hành 3 năm cho anh em chơi. Mức giá công ty là 230 triệu đồng thì tại Bao Hùng Audio sẽ có mức giá cực kỳ là tốt, do là hàng công ty không được báo giá chiết khấu công khai. Nên quý vị bạn hãy liên hệ với em, đảm bảo sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.